đời đẹp sau đây, Abraham vâng lệnh Chúa đem giết Isaac là con độc nhất của ông. Nhờ đó, ông được Chúa lần nữa và nói: đây là sấm ngâm của Đức Chúa, ta lấy chính danh ta mà thề, bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, nên ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi trên đâu nên nhiều như sao trên trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời ta. Cha rất nhân từ của các tín hữu, Chúa đã hứa cho ông Abraham trở thành cha chung của các dân tộc, và nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã thực hiện lời hứa ấy và ban cho muôn dân khắp địa cầu hồng ân được làm nghĩa tử, khiến đoàn con cái Chúa ngày càng thêm đông. Xin cho những ai đã thuộc về gia đình Chúa biết ăn ở xứng đáng với ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa. Cảm ơn Đức Chúa.
đều dạy dỗ, chúng sẽ khôn, chúng sẽ được quê hương thái bình. Nền tảng vững bền của ngươi sẽ là đức công chính, ngươi sẽ thoát khỏi áp bức, không còn phải sợ chi, sẽ thoát khỏi kinh hoàng, vì kinh hoàng sẽ không đến gần ngươi đó nữa. Hey, hey.
đâu xa chi. Lạy Chúa tâm thần con dâng tiễn, lễ toàn thiêng đây ngài có công, nghe dân ngài tâm thần dập nát, ngài chẳng chê cõi lòng nát dập. Chúa vẫn chọn tình thương.